chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin hôm nay. Đến nay, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành chăn nuôi của tỉnh, tạo việc làm cho các lao động tại địa phương. 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, gồm dự án đầu tư nuôi lợn, 18 dự án, dự án đầu tư nuôi châu bò, 7 dự án. Dự án chăn nuôi tổng hợp 9 dự án, dự án đầu tư vào chế biến sản phẩm một dự án, có 19 trên 35 dự án, được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư trong đó dự án chăn nuôi bò sữa tại huyện Quảng Hòa là dự án mang tính đột phá trọng tâm trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn năm 2021-2025 với quy mô 10.000 con mở ra hướng tiếp cận, hướng đi mới trong việc thay đổi cơ cấu trong sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Về hỗ trợ đầu tư theo nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐNC và nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐNC có 4 trên 19 dự án được hỗ trợ với tổng mức hỗ trợ trên 4.500 tỷ đồng, gồm dự án trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt tiêu chuẩn công nghệ cao và hữu cơ Ánh Dương, dự án chăn nuôi lợn hương rừng Cao Bằng của hợp tác xã Thắng Lợi, dự án trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt và gà ta theo quy mô tập trung đảm bảo an toàn sinh học của hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi Bảo Hưng, dự án trang trại chăn nuôi Vân Trình Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 26 tháng 3. Có 8 trên 19 dự án đã được hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó có 4 trên 8 trang trại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cấp giấy về bảo vệ môi trường. Khi thực hiện các dự án, một số doanh nghiệp đã có những cải tiến trong kinh doanh và quản lý nên đã nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các trang trại đã sử dụng được nguồn lao động tại địa phương, góp phần lớn vào việc giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào các chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng và nhóm thiện nguyện vì học sinh vùng sâu vùng xa, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lễ khánh thành công trình lớp học điểm trường Cao Sú, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Hưng Thịnh. Điểm trường Khao Sú hiện có 68 học sinh lớp mầm non và tiểu học, chủ yếu là học sinh dân tộc Tài, Giao, Mông, Sán Chỉ. Điểm trường được xây dựng tạm từ năm 2008, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng nóng và mưa bão. Qua kết nối của Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng và Cục Đường bộ Việt Nam, nhóm thiện nguyện vì học sinh vùng sâu vùng xa đã vận động kêu gọi các nhà hảo tâm đầu tư xây dựng mới hai lớp học, bếp ăn bán chú và khu vệ sinh, khắc phục sửa chữa những hư hỏng của các lớp học cũ với tổng mức đầu tư hơn 600 triệu đồng. Sau 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là món quà ý nghĩa đối với một xã miền núi nghèo như xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tạo điều kiện cho các em học sinh, các thầy cô tiếp tục phấn đấu dạy và học. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm trao tặng các phần quà gồm máy lọc nước, trang thiết bị đồ dùng học tập, quần áo ấm và một số nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác bàn chú trong nhà trường. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà rột nát, đến nay huyện Hà Quảng có trên 1.700 ngôi nhà được hoàn thiện, giúp các hộ nghèo, gia đình, chính sách có ngôi nhà kiên cố khang trang, từ đó vượt lên khó khăn để an cư lạc nghiệp. Riêng năm 2021, toàn huyện có 549 nhà cần hỗ trợ theo đề án hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát của tỉnh. Mặc dù chưa được bố trí kinh phí, huyện đã chủ động vận động nhân dân thực hiện, Đến nay có 340 trên 549 hộ đã và đang thực hiện, chiếm 61,9%. Trong đó có 288 hộ đã làm xong nhà ở và 52 hộ đang thi công. Để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ, các hộ gia đình khởi công đúng thời gian kế hoạch, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạm ứng 2 tỷ 675 triệu đồng kinh phí từ quỹ vì người nghèo huyện, quỹ nông thôn mới và kinh phí tạm ứng của tỉnh hỗ trợ cho 150 hộ. Giai đoạn năm 2022-2023, trên địa bàn huyện có 542 nhà cần hỗ trợ, trong đó sửa chữa 182 nhà, xây mới 360 nhà. Để đảm bảo hoàn thành đề án hỗ trợ xóa nhà tạm nhà rột nát theo đúng lộ trình của tỉnh, thời gian tới, huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn, thôn bản tuyên truyền vận động bà con giúp đỡ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu giúp các gia đình sửa chữa, làm nhà mới, đảm bảo đạt tiêu chí ba cứng nền cứng, khung, tường cứng và mái cứng, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân, huy động đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện, phấn đấu hoàn thành 542 nhà ở theo đề án của tỉnh trong năm 2023. Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình vừa tổ chức thăm khu di tích đền Ông Búa, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của công nhân bỏ thiết Tĩnh Túc và tổ chức lễ kết nạp đội viên đợt 1 năm học 2022-2023. Cách đây 92 năm, ngày 21 tháng 10 năm 1930, tại đền Ông Búa, thị trấn Tịnh Túc, chi bộ đảng đầu tiên của công nhân mỏ thiếc được thành lập, gồm có 10 đảng viên, tri bộ đảng ra đời đã đưa phong trào đấu tranh tự phát thành những cuộc đấu tranh có tổ chức như đòi tăng lương, giảm sơ làm đã góp phần vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trước anh linh các đảng viên tri bộ đảng Cộng sản đầu tiên của Mỏ Thiết Tĩnh Túc, đoàn đại biểu đã kính cẩn dân hương, dân hoa, tỏ lòng thành kính nguyện cùng nhau đoàn kết một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng kiên định con đường mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn tiếp tục thực hiện tốt công tác dạy và học lao động xây dựng thị trấn tỉnh tốc ngày càng giàu đẹp dịp này đại diện lãnh đạo thị trấn Tịnh tốc công ty khoáng sản và luyện kim cao bằng ban giám hiệu nhà trường đã trồng cây cảnh cắm biển công trình thanh niên công trình mang non và gia quân làm vệ sinh tại khuôn viên di tích đền Âm búa Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 22 tháng 10 đến 17 giờ ngày 23 tháng 10, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19. Cụ thể, thành phố Cao Bằng 1 trường hợp, huyện Hòa An 1 trường hợp. Các huyện còn lại không có thêm các trường hợp mắc mới. Đến nay, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 98.020 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 97.467 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 551 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh thành trong nước trở về. Hiện nay tình hình mắc Covid-19 trong tỉnh cũng như trong nước có xu hướng giảm, tuy nhiên Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương, tránh chủ quan, cần tiếp tục thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp khác trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron và các biến thể khác. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Tự giác tích cực tham gia tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 kịp thời đầy đủ, mũi 3 và mũi 4, cho người từ 12 tuổi trở lên, liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra và đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Tối ngày 23 tháng 10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022, nhằm biểu dương, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao tại cuộc thi. Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh thành phố trong cả nước với 116.252 tác phẩm dự thi. Có 15 đơn vị địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, điển hình là Quân ủy Trung ương với 56.243 bài, tỉnh ủy Bắc Giang với 10.577 bài, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với 7.230 bài tỉnh ủy Thanh Hóa với 6.883 bài, tỉnh ủy Kiên Giang với 6.450 bài, thành ủy Hà Nội với 5.488 bài. Các đơn vị địa phương sau khi thu nhận các bài viết dự thi đã tiến hành sàng lọc, đánh giá nhiều vòng nhiều cấp, lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt để gửi dự thi cấp trung ương. Ban chỉ đạo ban tổ chức cuộc thi đã thành lập hội đồng giám khảo, gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm uy tín, tổ chức chấm hai vòng sơ khảo và trung khảo theo hình thức chấm độc lập đối với từng tác phẩm và tiến hành ra quét trùng lập bằng phần mềm chống đạo văn để đảm bảo tính khách quan và chất lượng khoa học của cuộc thi. Tại lễ trao giải, Ban chỉ đạo Ban tổ chức cuộc thi đã trao 102 giải cá nhân. Thể loại tạp chí có 52 giải, gồm 7 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải khuyến khích. Trong đó có hai tác phẩm của tác giả nước ngoài, Trung Quốc, Mỹ đạt giải A, thể loại báo có 50 giải, gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. 20 tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên thanh niên có bài viết chất lượng tốt, được trao giải triển vọng. Ban chỉ đạo cuộc thi có phần thưởng cho các tác giả cao tuổi nhất, tác giả trẻ tuổi nhất tham gia dự thi. Ban chỉ đạo ban tổ chức cuộc thi cũng trao giải tập thể xuất sắc với 15 giải cho các cơ quan đơn vị địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84-2022 NDCP về việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ Bảo tồn Di sản Huế. Nghị định nêu rõ Quỹ bảo tồn di sản Huế là quỹ quốc gia do chính phủ thành lập và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ. Quỹ bảo tồn di sản Huế gồm 6 nhiệm vụ sau: tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài chính của quỹ theo quy định tài trợ cho các dự án đầu tư cho trùng tu bảo tồn phát triển giá trị di sản huế và đầu tư cho các công trình hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ thực hiện chế độ báo cáo kế toán theo quy định tại nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan chấp hành việc thanh tra kiểm tra kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố công khai về quy chế hoạt động kết quả hoạt động của quỹ bảo tồn di sản huế báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản lý quỹ gồm có 5 thành viên gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên. Trong đó chủ tịch hội đồng quản lý quỹ là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, phó chủ tịch và các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến nay đã có 8 nhóm mặt hàng tăng trưởng rất mạnh, đưa giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 282 tỷ USD, tăng 17%. Tính chung 9 tháng qua, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 600 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt hơn 282 tỷ USD, tăng 17%, nhập khẩu đạt gần 276 tỷ USD, tăng 13%, thặng dư thương mại trong 9 tháng đạt hơn 6,7 tỷ USD. Thống kê đáng chú ý cho thấy, đóng góp cho sự tăng trưởng của xuất khẩu từ đầu năm đến nay có 8 nhóm hàng giá trị tăng mạnh, chiếm gần 80% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt hơn 34 tỷ USD, tăng gần 8 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái hàng diệt may đạt hơn 29 tỷ USD, tăng 5,6 tỷ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 42 tỷ USD, tăng 5,2 tỷ USD. Mặt hàng giày dép các loại cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 4,8 tỷ USD. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 45 tỷ USD, tăng hơn 4 tỷ USD. Thủy sản đạt 8,5 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 1,3 tỷ USD gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 12 tỷ USD, tăng hơn 1,1 tỷ USD. Về thị trường, Mỹ vẫn là quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn nhất khi đạt 85 tỷ USD, chiếm 30% thị phần. Trung Quốc đạt 41 tỷ USD, chiếm 14,6%. Hàn Quốc đạt 18,7 tỷ USD, chiếm 6,6%. Nhật Bản đạt 18 tỷ USD. Tổng cục Hải quan dự báo với tốc độ tăng trưởng như thời gian qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay của cả nước sẽ đạt trên 700 tỷ USD toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 21 tháng 10, du khách nhập cảnh Tây Ban Nha, bao gồm công dân Liên minh châu Âu EU và ngoài khối EU, không cần phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine COVID-19. Các quy định xét nghiệm nhanh, điền thông tin tờ khai sức khỏe trước chuyến đi cũng được loại bỏ. Ngoài ra, quy định đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar, bảo tàng, dạp chiếu phim cũng không còn bắt buộc. Tuy nhiên, du khách vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang khi đến các cơ sở y tế và khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các quy tắc có thể khác nhau theo từng khu vực. Do đó, du khách được khuyên cáo nên tự tra cứu các yêu cầu theo vùng dự định đến để tránh các khoản phạt không đáng có. Tháng trước, Tây Ban Nha đã áp dụng các quy định nhập cảnh mới này đối với du khách đến từ EU hoặc khu vực Schengen. Nhiều người cho rằng, phải đến tháng 11, nước này mới dỡ bỏ hoàn toàn các rào cản du lịch. Tuy nhiên, quốc gia này đã thực hiện sớm hơn dự kiến. Hiện nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới vẫn còn một số quy định phòng dịch với khách quốc tế. Mỹ yêu cầu du khách 18 tuổi trở lên phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng khi nhập cảnh. Tương tự, Nhật Bản và Singapore cũng yêu cầu khách nhập cảnh phải có giấy tờ này, trong khi đó Trung Quốc vẫn chưa có động thái mở cửa du lịch trở lại. Các chuyên gia y tế Canada cảnh báo hệ thống y tế nước này có thể chưa sẵn sàng đối phó với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tỷ lệ nhập viện do COVID-19 hiện cao hơn các mùa thu trước đây trong đại dịch, gần gấp đôi hồi tháng 10 năm ngoái và gấp gần 4 lần so với năm 2020. Biến thể Omicron tiếp tục đột biến nhanh chóng và chiến dịch tiêm liều vaccine tăng cường vẫn chỉ trệ giữa lúc mùa cúm đang quay trở lại gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Các chuyên gia cho biết điều quan trọng là người dân nên tiêm vaccine phòng COVID-19 khi họ đủ điều kiện. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ 10 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!